Ngày 1 tháng 10, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 331 trước công nguyên, Alexandros, đại đế của Macedon, đánh bại Darius III của Achaemenes tại trận Gaugamela, sau được tôn làm vua của châu Á. Năm 1367, tướng Từ Đạt của Trung Nguyên Chương chiếm được thành Bình Giang, bắt giữ Ngô Vương Trương Sĩ Thành. Năm 1553, Mary I của Anh đăng quang quân chủ Anh. Năm 1843, báo lá cải News of the World bắt đầu được phát hành tại London. Năm 1847, nhà đầu tư và công nghiệp người Đức Werner von Siemens thành lập Siemens AG và Hansky. Năm 1868, Chu La Long Con trở thành vị quân chủ thứ 5 của Vương triều Chakri, là một trong những quốc vương vĩ đại nhất của Siêm. Năm 1890, Quốc hội Hoa Kỳ thành lập vườn quốc gia Yosemite ở California. Năm 1891, Đại học Stanford mở cửa tại California, Hoa Kỳ. Năm 1936, Francisco Franco được chỉ định làm người đứng đầu chính phủ quốc gia Tây Ban Nha. Năm 1938, Đức sáp nhập Sudetenland. Năm 1942, thành lập Việt Nam cách mệnh đồng minh hội. Năm 1949, nội chiến Trung Quốc, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh. Năm 1955, khu tự trị Tân Cương tại Trung Quốc được thành lập. Năm 1957, ingot Wirtschaft xuất hiện lần đầu tiên trên giấy bạc Hoa Kỳ. Năm 1959, Cộng hòa Dân chủ Đức đưa thêm thiết kế quốc huy của họ vào trong quốc kỳ hai nước Đức không còn đồng nhất. Năm 1960, Nigeria giành độc lập từ Anh Quốc. Năm 1961, Đông và Tây Cameroon hợp nhất thành Cameroon. Năm 1964, dịch vụ đường sắt cao tốc Shinkansen từ Tokyo đến Osaka tại Nhật Bản bắt đầu hoạt động. Năm 1979, Hoa Kỳ chuyển giao chủ quyền kênh đảo Panama cho Panama. Năm 1989, Đan Mạch hợp pháp hóa kết hợp dân sự đồng tính hiện đại đầu tiên trên thế giới. Năm 1991, chiến tranh giành độc lập Croatia, quân đội nhân dân Nam Tư tấn công khu vực lân cận thành phố Dubrovnik, tiến hành một cuộc vây hãm kéo dài 7 tháng. Năm 1992, các tông network bắt đầu phát sóng trên các hệ thống truyền hình cáp tại Hoa Kỳ. Năm 1994, Palau giành độc lập từ Liên Hợp Quốc, do Hoa Kỳ quản lý. Năm 2012, vụ đắm phà Nam Nha ở ngoài khơi Hồng Kông khiến 38 người thiệt mạng và 102 người khác bị thương. Năm 2017, xảy ra vụ xả súng tại đêm nhạc đồng quê Route 91 Harvest tại khách sạn Mandalay Bay, Las Vegas, California, Hoa Kỳ đã giết chết 58 người và khiến hơn 500 người khác bị thương. Hung thủ là một người đàn ông 64 tuổi tên là Stephen Paddock. Kính gửi quý khách hàng thân mến! Ngày nay, khi tốc độ Internet phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, chúng ta hàng ngày đều truy cập thông tin online, dùng mạng Internet cả ngày. Đa phần lại có xu hướng thích xem video, nghe đọc tin tức hơn tự mình ngồi mò mẫm đọc văn bản. Tiếp cận xu thế và nhu cầu của khách hàng ngày nay, chúng tôi chuyên cung cấp tin rao bất động sản bằng video trên các nền tảng lớn như YouTube, TikTok, website để thông tin được người tìm kiếm dễ tiếp cận hơn. Nếu quý vị đang có nhà đất, căn hộ, mặt bằng, văn phòng cần rao bán hay cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi sử dụng ngay dịch vụ đăng tin rao bằng video. Phí đăng tin rao rất rẻ, chỉ trả duy nhất một lần, không phải tốn bất kỳ phí gì để gia hạn. Tin rao hiển thị lâu dài. Tin rao để ngay số điện thoại của gia chủ rao tài sản. Được nhiều người biết đến, không thông qua môi giới, không tốn phí môi giới dẫn khách. Thật tiện lợi và tiếp cận khách hàng dễ dàng. Nếu quý khách hàng đang có nhà cần bán hay cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi đăng ngay tin rao nhé, để tiếp cận được nhiều người đang tìm kiếm. Hân hạnh đồng hành hợp tác lâu dài cùng quý gia chủ.